Nhà tôi nuôi 6 con mèo bởi vì cái bồn lô đạn nó đắt xô dữ lắm. Nó làm việc coi bằng mà hùng hột luôn, hết má này ra là tới má kia vô. Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu. Hôm qua tôi đi cái show mà thi hoa hậu mèo, tôi có làm cái clip cho mọi người coi rồi đó mà tôi quên mất tiêu nhỏ này chứ. Tại tôi chừa nó xong cái tôi quên, mọi người mới nay mới sực nhớ lại. Rồi nó đẹp dữ lắm á, tôi mà này chấm khảo là tôi ụp dương miệng cho nó về liền, không có nói gì nhiều, giải nhất luôn. Để tôi chiếu nó lên cho mọi người coi rồi mọi người nghĩ giống tôi không nha. Nè nó nè nó nè, từ từ nghe từ từ. Ôi chị đẹp quá, thật sự chị đẹp. Cô phải công nhận là chị đẹp, chị ngon lành hơn cô. Ý là có ai biết cái con này nó thuộc cái loài gì không mọi người? Thích đúng à, nó đẹp quá à. Lạng lạng hồi cũng gặp người quen nè, Helibet là cái chỗ bán bồn lựu đạn mà tôi quay đầu clip á. Sẵn là lượn vô coi có gì mới không thì đập vô mắt tôi là nguyên cái bồn lựu đạn mà nhìn cái giao diện của nó công nghệ quá ha. Thấy lạ mọi người, tôi hỏi cái mới biết là con này tên là Budobot. Nó là cái nhà vệ sinh tự động có camera AI siêu tân tiến mà được Best Kit mới cho ra mắt luôn. Giả bộ mấy cái trái banh này là lựu đạn của mấy nhỏ mèo đi ha. Thì cái khúc này nó cũng giống như những cái nhà vệ sinh tự động khác thôi, là nó sẽ lọc cái chất thải của mèo vô cái hộp chứa rác. Nhà cái hộp chứa rác của cái máy này thì nó lại nằm ở đằng sau nha. Mà nếu như vậy thôi thì nó cũng bình thường mà ha. Nó đỉnh ở chỗ này nè, mình sẽ bấm cái nút đóng túi rác là nó sẽ tự động hàn nhiệt niêm phong cái túi rác của mình lại luôn. Trời ơi, ghê chưa. Xong xuôi mình chỉ việc lấy cái túi rác ra là nó sẽ tự đóng lại, rồi nó cũng tự nhả cái bọc mới ra luôn. Bên cạnh đó nó cũng sẽ có thêm một cái bộ khử mùi trong khoang máy nữa. Cái cục này lúc anh mở cái bọc ra nó thơm mà tôi hửi được luôn mọi người. Để đây nè, ngay cái hộc chứa rác á. Nãy giờ tôi để ý cái máy này nó khá là đề cao cái vấn đề khử mùi nên tôi nghĩ nó cũng khá là phù hợp nếu mà nuôi mèo trong cái không gian hơi kín. Rồi cái tính năng đặc biệt nhất của cái máy này á là cái camera AI. Ngoài cái việc mà nó giúp mình quan sát mèo qua điện thoại rồi đàm thoại hai chiều nè ha, thậm chí nó có thể nhận diện từng con mèo. Thường khi mọi người nuôi đông á thì những cái máy khác nó sẽ nhận diện qua cân nặng của mèo, còn cái máy này là nó nhận diện qua cái màu lông của con mèo luôn. Hãng nói á, thậm chí là nó có thể nhận dạng hình dáng và màu sắc của chất thải, rồi từ đó nó sẽ phân tích sức khỏe của con mèo và báo về app cho mọi người theo dõi. Xung quanh và bên trong cái máy này có tới 20 cái cảm biến cho nên nó có thể đảm bảo được tối đa sự an toàn cho mèo và trẻ em ở trong nhà. Phải nói là quá trời hiện đại, quá trời xịn sò rồi, chứ coi cái giá. Thôi mình qua cái máy cái bên đi ha, cái máy này thì rẻ hơn một nửa nè. Cái máy này thì cái sự hiện đại nó không có dữ dội bằng cái máy kia nhưng mà nó cũng xịn lắm mọi người. Về cái vụ mà khử mùi á thì máy này nó cũng có cái cơ chế là khử mùi 3 lớp. Anh này anh đang bỏ cái chai tinh dầu vô cái máy khử mùi á mọi người. Đây là cái máy xịt khử mùi tự động sẽ được treo ở trong cái khoang chứa cát. Mình cũng sẽ có thêm một cái sáp khử mùi N50 đặt ở trong cái khay rác. Và sau khi máy nó tự động đưa lựu đạn của mấy nhỏ mèo vô cái hộp chứa rác, nó cũng sẽ tự động biết đóng lại luôn. Nó không có biết tự hàn túi rác giống như cái máy kia nha. Cái này thì mình tự buộc lại rồi đem giục thôi. Đây là cái tấm lót chống thấm và chống dính để ngăn ngừa rò rỉ từ bên trong á mọi người. Cái thiết kế lối ra vào thấp cho nên tôi nghĩ mèo con hoặc là mèo chân ngắn ra vô cũng dễ dàng á. Helibet là trung tâm phân phối lớn và uy tín của những cái sản phẩm nãy giờ. Nếu mà mọi người muốn tìm một cái giải pháp công nghệ chăm sóc chó mèo thì có thể tìm đến Helibet nha.